Tôi làm đúng. Sao vậy? Cái gì nói gì? Cái gì học nghề nó về đó là. Ừ. Mình thực hành thôi mà. Không cần học lý thuyết. Không nhìn luôn á. Bơm xin sáu thì nhà từ đem đồ ra nè cũng đùa đó chứ. Giòn tay đó chứ. Mình không dám luôn. Ý là từ đào bà liu vào đây em đồ nó bà làm ra dọn dỗ đó chứ. Chị ý là chị đi ra được không, đứng đông quá em ngợp em nắng quá. Trời ơi là hành mà đứng cho đông nữa. Ngồi ra ngồi bước. Xin em gửi video vào cho. Rau nặng đầm mùa hâu lớn á. Chạp xem, chạp cho xem video. Ừ, bắn qua cho xem. Đã nó ngầu đi, xí tôi đưa cho xem. Nóng hắn. Có một quả dừa mà nó mà ngầu kìa. Quả dừa nữa. Chết. Đó, anh xem rồi bên đó luôn đi. Đó, ngầu đó là xem được. Đó, quá. Nó gần nắng. Trời đông nắng quá. Thấy đỡ không? Thì nhớ có lụa nữa cho không đúng tụi nó hồng hồng á không lụa nữa. Mình mất hai cái chân. Dạ, mà già dễ sợ đó luôn á. Nó mập giống già dữ rồi. Bị giờ quá đó. Ừ, mấy có mấy cái lỗ nhờ bị mấy cái lỗ nhỏ. Cái lỗ nó có lành không? Rồi muộn đây thì lành được, có lành được mấy cái lỗ cũ. Ăn luôn, ăn sau luôn. Té vô hai cái sọ, vô ấy hai cái cốc nè. Cái lưỡi, cái miệng đau không à? Đâm đi hậu mình ăn, nếm thêm. Cái miệng nó đau. Chứ bữa nay chị không bôi thuốc à? Ngã bôi. Thâu chứ. Thôi vô đoạn cô, không được là mua thuốc uống. Không nhanh hết chưa? Không có lâu hết đó. Có không uống lâu hết, nó uống lâu nhanh đó. Ủa, to đó mà.
mà có mùa thằng nó đỡ cái này, nhớ thằng nó không? Tôi đi lại, mà thằng nó đi lăn chắc gần hết luôn rồi. Thằng tôi hả? À. Mụn nó nẹt đó, nó ao rồi. Lâu nó lại gần hết luôn rồi. Nó là gió nó bị lâu quá. Nó to, to ghê em thị. Cười diễn không ghê, thì có em ở đó. Ừ, một người kia rất ghê. Ôi, đẳng to mà. Cái kia là hay là mẹ gì đó. Chẳng sao là bỏ lỡ một cái đeo. Ờ, cũng ghê. Con với là thị mới vừa nói với con có mụn đi mà không có gì hương thì có gì hương phi gì. Đi qua nhà bình cho mới réo. Ôi, mình lấy đồ mà. Tôi tưởng luôn qua live stream mình á. Không, qua nói chuyện. Chắc thèm nó chắc là lâu nó đi. Ừ. Cái này thì cái này thì nhiều cái nó vô rồi. Nó quá trời luôn không nè, cái mùa ngà nó dễ sợ đúng không? Em biết đi mà mình nhận ít khách nè. Ngày xưa ra chứ. Này một người nửa tiếng đâu. Đâu mà làm được. Ờ xưa thì không làm nửa tiếng có hưởng nè. Không, ý thì nhìn nhận như đứa. À. À, xưa mình dưng nàng lân nàng nữa. À. Cái hàng mà một người tóm dừa, thêm một người tóm dừa nữa, thêm một người 9:30. À. Là một tiếng không hàng ba người. Là mấy người lên nha, người lên trước đợi xí, à. Người sau đợi xí. Trời lớn tuổi rồi tập chứ cái này không có thì nè, nó khó lắm. Bây giờ đó hồi chỉ có cát bụng thôi, nhân viên đổ là thật cát cũng mưa bụng hết. Cái nó tự không có, em mà không có cái bụng nay nữa thôi. Em dậy đây, trời nó hơi bị đau. Em về cái ống thôi. Cái làm xe rồi. Tôi quay được ơi làm gì trong đó. Tôi quay. Này hai đứa hay ba đứa đó? Một đứa không có mùa à? Chưa có. Hả? Một bé em tu đó, còn một người là cháu đó. Em tu là bao nhiêu tuổi rồi đây? Bé lớn hơn hả? Con chị cậu hưởng lớn khỏe.
Con đẻ sớm chứ. Không xa 52 rồi đó. 23 tuổi đẻ chưa hả? Hơn 79 chứ ông lớn là 52 thành 23. Ông he ông lớn là 202 đó. Ông 23 tuổi là đẻ ông lớn. Chứ ông 22 tuổi ông có dự. Thì mình có cháu nậu. Cái gì? Thì